Có một cái hình phạt gì dành cho bốn cô chú ngồi ở dưới nè? Dạ, chú Ngô Kiến Hy làm bia cho con bé trái cày. Mục tiêu thứ sáu, mãi mãi một mục tiêu. Con ơi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Dạ rồi, gặp trên TV. Em chúc mừng anh. Bây giờ có chú Huy, chú Thành có một cái cao kiến như thế này, một hình phạt vô cùng kinh khủng muốn đề xuất cho con. Đó là ở trên chợn con bắn trúng một trái thăng long. Bây giờ chú Thành, chú Huy sẽ ăn hết trái thăng long đó. Ghê lắm á. Ghê lắm. Đó là một cái sự đau đớn kinh khủng khiếp của chú Thành và chú Huy. Con thấy sao? Ăn thôi có gì khủng khiếp đâu. Nhỏ đó là thông minh. Con ơi, chú Thành lo là chú Huy á, chú Huy lành ít dữ nhiều. Chí Phong ơi, hồi nãy là chú Thành cũng sai nữa. Sao cái cùi ná nó ghê vậy? Cắn hai người luôn. Trời ơi, là chú Huy cái ná banh chưa thầy lại. Khoan, con nói gì con? Chú Huy làm gì? Ý là chú Thành bắn lấy ná bắn chú Huy vậy. Rồi chú Huy lấy ná bắn lại. Thật sự ra mà nói thì chú không thích giao chiến. Đúng rồi. Ai mà lại làm như vậy con? Ai mượn ông Bưng lên vậy? Đây, thưa quý vị, đây là cái mà thời sinh viên chúng tôi gọi là bì. Có nhiều loại bì lắm. Có bì gọi là bì kiến. Ây da, bán liền không nói nhiều. Trời, cho chú thử cái, chú con chỉ chú làm coi. Ai chỗ rồi? Còn sai nữa hả? Ở bên này nè, có nó có cái đồ kê nè. A Xin, hãy hiện tài năng nha A Xin. Chuẩn bị. Khán giả cứng lận. Hổ giá. 3, 2, 1, bắn. Yeah! Quá tuyệt vời. Con gái ơi, bây giờ con giới thiệu về tên, tuổi cũng như là tài năng của con cho mấy cô chú trong ban bình luận biết được không? Dạ, con tên Candy Ngọc Hà, năm nay con 5 tuổi, năng khiếu của con là ca hát. Cái gì vậy? Cô hả? Hồi nãy ai trả lời sai vậy? Ai chú trả lời sai nãy, hết hồi con. Nãy là 1, 2, 3, 4 sai hết. Không, tôi chưa kịp trả lời, tôi nên trả lời ca hát mà không ngắt lời luôn. Chú này cô ơi, cô hồi nãy chú Trấn Thành nói ca hát không vậy? Chú Trấn Thành không có đón ca hát, chú lỡ sai thôi chứ không phải là chú sai. Lỡ con ơi, con đã nói ra một cái tên, một nhân vật, đó chính là chú Trấn Thành. Âu có lẽ là do duyên phận con nhỉ. Con muốn phạt chú Trấn Thành điều gì nào? Dạ, con muốn chú Trấn Thành đi cầu khỉ, nhưng mà vừa đi vừa hát giống con, mà ẹo nữa. Để mời Vinh lên cầu khỉ. Nãy con xuống Cần Thơ đúng không? Giờ chú Thành xuống tới Cà Mau luôn nha. Nghe nói Cà Mau xa lắm, có cái cầu bắt phải vượt qua. Đường xa ngày đêm không ngớt. Rồi, chú qua cầu là hết nhạc rồi. Cảm ơn con. Bây giờ tới ai ta? Bây giờ cái cầu khỉ này á, mấy người mang guốc như cô Diễu Nhi đi sẽ thú vị hơn. Không, mời cô lên đi luôn đi con. Con học ca bác phạt người đó đâu. Con học ca bác phạt người đó đâu. Trời ơi, vậy tại sao con chỉ bắt phạt một mình chú Trấn Thành thôi? Dạ, con không biết. Linh cảm. Cảm ơn con. Chắc buồn lắm ha anh Thành, chắc buồn lắm, đang buồn lắm. Chưa định thần. Chưa định thần.
Bây giờ là con có một cái quyền là con muốn mời mấy cô chú ở dưới đây á, làm cái gì cho con vui cũng được hết. Con muốn chú Trấn Thành tuyệt vời làm chuyện cười cho chú Kiến Huy không được cười. Nếu chú Ngô Kiến Huy cười thì sao hả con? Chú Ngô Kiến Huy sẽ bị phạt. Có vẻ hấp dẫn rồi. Bắp, anh kể nghe chuyện nha. Biết sao mà gần nhà anh có con bé tên Quỳnh. Nhỏ đó tội em quen thằng ca sĩ mấy năm trời. Trời ơi, thấy thương dễ sợ. Thằng đó đầu quán em, mã mặt nó kỳ lắm. Ca sĩ đó không có nọng. Rồi giờ đó biết sao, không có gần cổ, cái cầm cũng không có luôn. Mà dạo này làm MC dữ lắm, cái làm có mùa một đã cắt luôn, không cho làm nữa. Hiểu không? Chà, cái thằng nó giờ cái mỏ nó bớm lắm luôn á. Đồng chí, tôi sẽ làm gì đây? Chú Đỗ Kiến Huy sẽ chạy một vòng. Bé nhỏ, bây giờ chú sẽ chạy một vòng quanh cái ghế này, hay là chú sẽ chạy một vòng quanh sân vận động, hay là chú sẽ chạy một vòng tại chỗ? Sân khấu. Bạn nhỏ ơi, con có thích chơi lồng đèn không? Để chú Huy cầm cái lồng đèn chạy cùng được không? Ừ, được, lồng đèn. Bế cái lồng đèn lên chạy cùng. Bế cái lồng đèn lên đúng. Muốn chưa? Cầm cái lồng đèn. Nè, quá sức nè. Kiến Huy chính là sai. Rồi chúng tôi Kiến Huy chạy xe trên cầm. Chạy, chạy. Đứng ra, qua lên. Chúng hành lên kìa. Chạy đứng ra. Trời ơi, em đến là xe đạp thăng bằng mà. Đúng. Không không, con nghe chú Huy á, chú nói là trường Martin. Thấy chưa, bây giờ là không nói nữa rồi. Nó tố thẳng mặt. Đừng có để con nít chặt mặt mình. Cô tới đây, cô chỉ muốn góp vui cùng mọi người thôi. Con đừng có phạt cô tổ nghiệp cô. Chú cũng muốn góp vui cùng mọi người thôi. Chú cũng vậy à. Con ơi, hai chú nào con nói rõ tên luôn. Con hãy nào? Nói rõ tên đi nào. Chú nào vậy con? Con muốn phạt ai mẹ? Chứ phạt chú Trấn Thành với lại chú Mão Vết. Trời ơi, rõ ràng. Đôi khi đẻ ra là thân phận phụ nữ thật sung sướng. Mà phạt hai chú làm gì con? Dạ hít đất. Hít đất hả? Hít bao nhiêu cái nè? Dạ 10 cái. 10 cái à. Con ơi, con có muốn chú Huy á, chú gấp vui cho con bằng cách ngồi lên người chú này không? Bây giờ con ơi, con muốn chú Ngô Kiến Huy hay là chú hít đất hơn? Chú Trấn Thành với lại chú Ngô Kiến Huy. Như lại chú Ngô Kiến Huy. Thấy chưa? Huy lên trên này làm chi? Để cho bị lật ngược tình thế. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, cái gì vậy? 6, 7, 8, 9, 10. Làm lẹ đi chú Huy. 10 cái mà con. Dạ. Trời 10 ơi. Cái nè chú Huy nè. Chú là chuyên viên thể thao mà. Làm đi. 1 Ngọc, mình chung tim luôn Ngọc. 3 4 5 6 7 8 rồi. Cô chú xin lỗi, với cô chú không có thoát được. Con ơi. Ủa? Hai, cho hai đợi được. Vậy bây giờ con muốn mấy cô chú làm gì nè? Múc một muỗng của bánh xong bà hít vô miệng xong phải nhai hết. Trời ơi. Con ơi, con có lỗi mình phạt không? Một miếng ta đúng. Cho vào một giây. Một giây. Xuất sắc. Người Pháp người ta ăn uống rất là từ tốn và nhẹ nhàng. Mất muốn tay đùm mà.
Đây, cỡ này được chưa con? Được chứ con. Cái muỗng to đùng ông ơi, cái này có một muỗng chút xíu à. Rồi. Và cô gái phải uống. Hết rồi. Uống một muỗng. Một muỗng kìa. Thôi em, một muỗng thôi em. Nhi ơi trời ơi, thôi em tới rồi Nhi ơi, không mà cản em hết. Tưởng uống hết tô. Uống một muỗng một nha. Một muỗng là em. Nhưng mà cô uống hai muỗng là về đội cô nha. Thôi về đội chú chứ. Chú ăn một muỗng to hơn. Chú ăn muỗng to hơn đó, nhớ không? Dạ. Một muỗng. Nhớ không, chú luôn lo lắng cho con, sợ con bị... Anh ơi, em đang cho bé xem. Cho bé quan sát. Cô hút như thuộc luôn, hút. Tính về đội cô Nhi. Con đã tính về đội cô Nhi rồi. Con gái, con muốn chơi đội của ai nè, con nói to đừng dặn dạt lại một lần nữa con gái. Về đội cô Nhi. Thì là con yêu cầu mấy cô mấy chú làm cái gì cũng được, làm cái gì cho con vui á. Con muốn mấy cô mấy chú làm gì nè? Con muốn phạt chú Trấn Thành. Sao ai dám cho anh vậy anh Thành? Con ơi, con cái không nhẫn nhảy đẹp, xinh đẹp con mà ơi. Con còn thông minh là biết chọn người nữa. Đúng rồi con. Tụi con ơi, cái gì xảy ra với tụi con vậy? Tại sao chỉ có một mình chú trong khi ba người đều sai? Tại vì con quý mến chú. Con quý mến chú. Rõ ràng, bây giờ không làm không được á. Tụi em khao khát được phạt mà bé không có phạt. Giáo nó có trách nhiệm luôn á. Giáo nó có trách nhiệm với sự hiểu biết của nó. Nó biết ai nó phạt người đó, nó không phạt mấy người nó quen biết. Chuyện nó chuyện hiển nhiên. Chú sẵn sàng con. Mời con. Dạ con phạt là chú phải nhảy và con ếch chúng con. Hợp dài lắm á. Bởi cái này coi như là thương lắm á cho chú đó chứ. Chú đâu có hơi nè. Dễ thương quá. Hay quá. Cho ai thở oxy đi. Đó, lớn tuổi rồi thì người ta nhảy vừa vừa phải phải thôi. Dạ rồi. Con thấy không? Chú đã nhảy hết phần lực còn lại của chú vì con. Chú nghĩ rằng nếu con thương chú thì có về với chú thôi. Chứ nếu mà về với mọi người khác chứ chú bao giờ. Chị nói vậy thôi, không nói gì. Chị nói như vậy thôi. Bây giờ con muốn mấy chú làm bất cứ cái chuyện gì mà để cho con vui nè. Dạ, con muốn ban giám khảo lên thông cần cái. Trời cái gì? Trời ơi, Như lên ăn thịt con nhỏ vậy. Chuyện thì cũng... Rồi, cảm ơn con. Cái gì vậy? Con ơi, nhìn mình. Làm gì vậy? Có làm ơn đi về. Hãy giữ từ trọng. Về không. Đi nè. Bây giờ tới phiên bên này nè, con muốn con cái muốn gì? Con muốn chú Thành với lại chú Lập làm cái gì nè? Con phạt chú hít lúc 3 lần thôi vì con sợ là chú mỏi. 3 lần quá, con gái nó thương tôi, nó biết tôi già, tôi yếu, nó sợ tôi đau. 3 cái. Chú Thành 3 cái, còn chú Lập bao nhiêu cái con? Ủa, 3 cái, 3 cái chung luôn đúng không con? Dạ. Đó là anh Thành giống như cá mắc cạn vậy đó. Ba cái phải làm chất lượng chứ, để nhỏ nó coi mình không nhiệt tình. Phải biết thương cháu đúng không con? Ủa mà con ơi, con thấy mấy chú hết hết gì con có vui không? Thôi hết đi đừng có nói đi, hết đi đừng có nói vui hay không. Một, hai, hai rưỡi, hai, hai bảy. Hai rưỡi à? Hai rưỡi à? Tại em mất một chân. Hai chín chín. Thôi chú đừng làm nữa. Con chú kìa. Trời ơi. Trời ơi. Ai mà tình cảm như con tôi thiệt á. Tình cảm quá luôn á.